phải trái, nghiêng qua phải trái, phải trái. Ở trển mở nhỏ là nha, đừng có mở luôn, mẹ đang like. Xé chân luyện thở, gác chân phải lên đùi trái, gác tiếp chân trái lên, không được thì ngồi sao cho thoải mái, ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu lên, nâng vai lên, xoay vai ra sau, buông lỏng vai xuống. Đúng rồi, rồi thả lỏng vai, kiểm soát lại, kiểm soát cột sống lại một lần nữa, không để cong về trước, mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở. Hít sâu vào, thả lỏng bụng, thở ra, hóp bụng lại, thở ra, xẹp 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 bụng xuống. Hít sâu, kiểm soát hơi thở, thở chậm ra, hít mũi, thở mũi, không thở miệng. Hít sâu, cảm nhận như quả bóng được bơm hơi, thở ra, từ từ xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống. Cột sống luôn giữ thẳng bất động, chỉ có vùng bụng phình lên và xẹp xuống đi theo hơi thở. Hít sâu, thở ra, thả lỏng cơ mặt, mặt tươi cười lên. Hít sâu, ra, hít sâu, tập trung vào hơi thở, kiểm soát hơi thở. Hít sâu, thở ra, tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào. Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở chậm ra, hít sâu, nạp oxy tươi mới vào, thở ra, tổng hết khí cặn ra ngoài. Hít sâu, nạp năng lượng tích cực vào, thở ra, tổng hết năng lượng tiêu cực ra ngoài. Hít sâu, nghĩ về những chuyện vui vẻ tích cực, thở ra, buông bỏ mọi buồn phiền lo lắng mệt mỏi ra bên ngoài. Tập là mình tập trung vào cơ thể, thả lỏng thân, kết hợp tâm trí và hơi thở, kết hợp lại, hòa quyện vào nhau. Mỗi bài tập cảm nhận sâu vào, mình mới thấy nó phê như thế nào, nó hiệu quả như thế nào, cảm nhận sâu từ bên trong. Chà ấm hai lòng bàn tay vào nhau.
Gặp nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Ngồi xoay mặt lại cô Thúy ơi. Đập nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay nhìn the tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hà sướng thở ra. Di chuyển có kiểm soát. Hít sâu vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Tay lên là một hơi hít sâu vào. Giữ lại là hít thở đều 5 4 khép bớt tay vào 3 vươn dài tay lên 2 1 thở ra. Mắt nhìn xuống 5 4 3 2 một thẳng cổ hít sâu ngửa ra sau thở ra tập cổ thẳng về trước hít sâu nghiêng phải thở ra căng cổ bên trái hít sâu nghiêng trái thở ra căng cổ bên phải liếc mắt nhìn lên thẳng về giữa hít sâu xoay nhìn phải thở ra liếc hết qua phải thẳng về giữa hít sâu xoay trái thở ra liếc hết qua trái thẳng về giữa hít sâu cúi xuống thấp bụng thở ra xoay bên phải lên trước hít vào xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó kết hợp tập luôn cho mắt xoay đổi chiều mời tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau tay phải đưa qua đan chặt kéo vào hít đẩy ra thở trở về rồi lộn về trở về lộn đẩy cao lên ngang mặt trở về hít vào đẩy thẳng tay qua đầu thở sang hạ xuống trở về đổi tay thở tay ra rồi đổi tay kéo vào đẩy ra trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hạ xuống trở về thả lỏng tay lấy hai viên gạch đặt hai bên nay mình tập gạch luôn đặt hai tay lên ấn mạnh tay xuống siết bụng lại nâng người lên hạ xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống
Năm lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống. Thả chân ra. Thả lỏng. Xếp đổi chân. Tay phải đưa ra sau. Kéo căng về trước, bám vào eo bên trái. Tay trái đặt lên ngón phải, thẳng lưng lên, hít sâu. Xoay phải, thở ra. Thở về, hít sâu. Xoay thở ra. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay tối đa. Thoát bụng, thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Mời đổi bên. Kéo căng tay trái ra sau, úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên gối trái, thẳng lưng hít sâu. Xoay trái thở ra. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay tối đa. Thoát bụng, thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Ngồi thẳng lưng, hai tay đan sau lưng. Thẳng tay, ưỡn căng lồng ngực lên. Hít sâu, vươn dài cổ lên. Trường dài người cúi xuống, bật tay ca lên. Thở ra. Ngón cổ nâng người lên, hít sâu. Cúi xuống hốc bụng, thở ra, bật tay ca lên. Suy nghĩ vào khớp vai, thả lỏng khớp vai ra để mở vai. Nắm lên, hít sâu. Trường tới cúi xuống hốc bụng, thở ra, bật tay ca lên. Nắm lên, hít sâu. Trường tới cúi xuống hốc bụng, thở ra, bật tay ca lên. Lần nữa, nâng lên, hít sâu. Trường tới cúi xuống hốc bụng, thở ra, bật tay ca lên. Suy nghĩ vào vai đi nào, thả lỏng vai, nâng lên, nâng lên. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên, hít sâu. Nâng người lên, thả lỏng tay, tháo chân ra, thở ra. Thả lỏng tay chân, thư giãn. Rồi, mời đứng lên, cầm gạch. Chỉnh cái cam rọi lên em. Chỉnh cái cam rọi lên, đừng rọi dưới sàn. Chỉnh rồi. Rồi, hai tay cầm viên gạch. Cầm hai đầu viên gạch. Hai chân mình mở rộng bằng vai ra, hai bàn chân song song. Rồi, hai tay vươn lên nè. Vươn thẳng tay lên, cầm gạch vươn căng lên, hít sâu vào. Kéo tay vai ra khỏi đầu mình. Kéo tay vai ra, siết mông đùi lại, siết cơ bụng lại. Trường tới cúi xuống, thân song song với sàn. Thở ra, duỗi thẳng tay, đầu giữa hai tay. Nhìn cô nè, nhìn cô. Nhìn cô, thẳng người ra, thân song song với sàn. Lên, hít sâu vào, vươn tay lên. Trường tới thân song song với sàn, thở ra, rút rốn vào, thở ra. Lên, hít sâu vào. Trường tới hốc bụng, thở
sàn, duỗi căng ra, lên hít sâu vào, trương tới hốc bụng, thở ra, duỗi căng ra, từ xương cột tới cột sống tới đầu, một đường thẳng song song với sàn, lên hít sâu vào, trương tới hốc bụng, thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau, rồi kéo căng người về trước, ép cái ngực xuống, ép ngực tay vẫn giữ căng, ép ngực tay giữ căng, siết cơ bụng, 5 4 3 2 1 hít vào. Bây giờ đặt viên gạch xuống, rồi em chồng hai viên gạch lên đi, chồng hai viên gạch lên trước mặt nè, đứng vẫn dậy, đúng rồi, thở hết hơi ra, hít vào, chống tay trái và mở tay phải lên, nhìn theo tay phải, thở ra, chống tay trái lên gạch, dang tay lên, hít sâu vào, trở về, hạ tay phải, đổi tay trái lên, thở ra, dang tay lên, xiết bụng lại, thở, hít sâu vào, hạ xuống, thở ra, dang tay lên, nhìn theo tay, xiết cơ bụng lại, thở ra, hít sâu vào, thở ra, mở tay lên, nhìn theo tay, xiết bụng, thở, hít sâu vào, thở ra, đổi tay phải lên, xiết cơ bụng, thở ra, giữ, 5 4 3 2 một, hít sâu vào, khép hai chân lại, khép hai chân lại với nhau, rồi vẫn mở tay phải nè, rồi nâng chân phải ra sau, xiết cơ bụng, thở ra, duỗi căng chân phải ra sau, thở ra, giữ cân bằng đi nào, 5 dang lên, xiết bụng, thở, 4 3 duỗi căng nữa nào, 2 1 hít vào, hạ tay chân xuống, lật tay trái lên, thở ra, mở căng 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 lên nào, thả lỏng khớp vai ra, thở, 5 4 3 2 1 hít vào, nâng chân trái lên đi nào, duỗi căng, xiết sau, bụng thở ra, nâng lên, duỗi căng, 5 4 3 2 1 hít sâu vào, hạ xuống, rồi nhìn ở đó, nhìn cô đi, à, nhìn nè, khi cô nâng chân lên và gấp chân lại, tay phải nắm chân, rồi kéo căng bật cao đầu gối lên, thở ra, kéo căng và bật cao lên, thở ra ha, rồi hít sâu vào, gấp chân phải lên, rồi đưa tay phải nắm chân, tập trung vào, mắt nhìn dưới sàn đi em, tập trung vào, mắt tập trung nhìn một điểm, rồi kéo căng tay và bật cao gối lên, thở ra, kéo căng tay bật lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, xiết cơ bụng lại, thở ra, thả lỏng khớp hông ra, thả lỏng khớp gối, rồi tập trung vào, cảm nhận hai lực đối kháng nhau, tay thì kéo căng chân, chân thì bung ra, 5 4 3 2 1 hạ xuống, hít sâu vào, rồi đổi nè, nâng chân trái lên, chống chắc tay phải, nâng chân trái, mắt nhìn xuống dưới sàn một điểm, rồi gấp chân trái lại, tay nắm chân, tập trung cao độ vào, thả lỏng khớp hông, xiết cơ bụng lại, thở ra, thả lỏng khớp hông, đầu gối chân trụ ở trung tính, đừng ưỡn đầu gối để bảo vệ khớp gối lại, bật cao lên, thở ra, cảm nhận hai lực đối kháng, tay nắm chặt chân muốn kéo về phía mông, còn chân thì muốn bật ra, xa ra, xa mông ra, đó, nó mới căng lên được, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hít sâu vào, rồi cong lưng lên, mắt nhìn rốn, thở ra, cuộn sâu cổ vào, mắt nhìn rốn, hít vào, chùng lưng xuống và chùng đầu gối xuống luôn nào, chùng lưng, chùng đầu gối, rốn cổ lên, thở ra, thẳng gối, cong lưng lên, cuộn từng rốn sống vào, mắt nhìn rốn, thở ra, hít sâu vào, chùng đầu gối xuống, uốn ngực, uốn cong lưng lên, uốn lên, uốn lên,
Thở ra, cong lưng lên, cuộn sau cổ vào. Thở ra, mắt nhìn rốn. Lần nữa hít sâu vào, chung đầu gối. Rồi, ép cái lưng trên, ép ngực xuống. Đúng rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng gối lên, cong lưng lên, cuộn sau cổ vào, mắt nhìn rốn. Thở ra, 5, 4, 3, 2, 1. Tay nắm cục gạch đứng lên, vươn tay lên, tay cầm một cục gạch, cầm hai bên đầu gạch, rồi nhìn vào camera đi, đừng đứng dậy Thủy, em bị cái tình trạng đứng á, em á, nè em đứng bị nè, đẩy tới, cho nên đau thắt lưng nè, ha, em đứng bị đẩy người tới, giờ tập cái dáng mình lại, rút cái rốn lại, rồi thẳng cột sống lại, ha, thẳng cột sống, vươn dài đỉnh đầu lên, đó, thẳng người. Đừng có đứng đẩy tới nữa nha. Đẩy tới đau lưng. Rồi nhìn thẳng vào cam. Hai chân mở rộng bằng vai. Hít sâu vào. Nghiêng người qua phải. Thở ra nghiêng. Thở hai tay nắm viên gạch nghiêng. Xiết bụng. Lên hít sâu vào. Nghiêng trái thở ra. Kéo căng 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 căng. Nghiêng thở ra. Nâng lên. Hít sâu vào. Nghiêng phải thở ra, hốc bụng nghiêng thở lên, hít sâu vào, nghiêng trái thở ra, kéo căng tay vai nghiêng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, đừng có bị cụp cái vai lại, hít sâu, nghiêng phải thở ra, nghiêng hốc bụng thở ra, 5, 4, em, cái tay trái của em ra phía sau lỗ tai á, đừng có che cái mặt mình lại, đừng che vậy, kéo ra sau lỗ tai, rồi xoay mặt nhìn lên, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, nghiêng qua, trái thở ra, cái bắp tay phải mình phải phía sau cái lỗ tai mình, để xoay cái mặt nhìn lên, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, rồi đứng xoay lại nè. Tập tư thế ghế hai chân mở rộng bằng vai. Nhìn cô trước nè Thủy. Trước khi cô tấn gối là cô đẩy cái mông mình ra phía sau. Trước khi tấn gối đẩy cái mông ra sau. Rồi từ từ tấn gối là đồng thời rút rốn ra, xiết cái bụng lại thở. Dở 10 cái ngón chân lên khỏi sàn. Cho đùi song song với sàn. Và từ xương cột nè tới cái đỉnh đầu. Một đường thẳng, không có bị cong lưng, không bị võng thắt lưng. Đó ha, giữ nè, đó. Nó mới vô mông, vô đùi, nó mới vô bụng. Còn em tập sai là nó đau khớp gối, đầu gối không chồm ra khỏi mũi chân. Vươn tay lên, hít sâu vào. Trước khi tấn gối, đẩy lùi mông mình ra phía sau. Rồi rút rốn, thở. Từ từ chung gối, tiếp tục chung gối, rút rốn, thở. Bị chồm đầu gối rồi, chồm đầu gối, đẩy lùi mông ra phía sau. Đúng rồi, đúng, đúng, lùi thêm xí nữa. Lên hít sâu vào, khi đi lên nhấn cái gót chân xuống, chịu lực ở dưới gót chân, không có lực vào mũi chân. Tiếp tục nào, đẩy lùi mông ra sau, rút rốn lại, vươn căng tay, tay không rớt ra khỏi đầu, tay mình vẫn ở hai bên đầu đi nào. Thở ra, tiếp tục bụng lại, thở thở thở, đúng rồi, rút rốn lên, thở lên, hít sâu vào. Tấm gối xuống, đẩy lùi mông ra phía sau, rút rốn siết lại, rút rốn siết lại, thở ra, rút rốn siết lại, thở ra, đúng rồi, không thấy đau lưng nha. Lên hít sâu vào, thấy mỏi hai cái tay cầm gạch nãy giờ, mỏi cái bắp tay, dưỡng để tập cho săn chắc bắp tay luôn. Vươn tay lên, lưng cuối tấm xuống, rút rốn siết lại, thở thở, hít mũi thở mũi ra, đừng rớt tay ra kìa, tay mình nâng lên, đúng rồi, duỗi cổ lên, không ruột đầu xuống, mắt nhìn xa xa ra 2 mét, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, hạ tay xuống đi, thở ra, thở lỏng, hít thở sâu, hít sâu và thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hai tay đưa ra sau cầm viên gạch nè, hai tay đưa ra sau cầm gạch nè, nhìn là thấy nè, hít vào,
mình sẽ nâng lên tập bắp tay, tập mở rắp tay và tập mở lưng luôn. À, rồi đứng thẳng lại, thẳng lại, thẳng hai tay đi, cái tay mình cố duỗi cái khuỷu tay thẳng ra, hít vào, rồi nắm tay lên, thở ra, nâng lên, cao lên, đừng có cúi người, vẫn đứng thẳng người, xuống hít sâu, hơi thở ra, xiết bụng lại, thì nâng tay xiết sâu bụng dần, hít sâu, ba, thở ra, rút rốn vô, ưỡn lồng ngực lên, nâng tay lên, nắm tay, nâng, nâng, đúng rồi, hít sâu, bốn, thở ra, rút rốn vào, để cao lồng ngực lên đi nào, thẳng cổ lên, không ruột đầu, thẳng cổ, đúng rồi, xiết bụng, đúng rồi, hít sâu, bốn, thở ra, lên nào, lên, suy nghĩ vô hai tay, thả lỏng vai, nâng lên, xuống hít sâu, đúng rồi, rất tốt nào, thẳng cổ lên đi, lông cuối lên, xiết cơ bụng lại, thở, nâng tay, nâng, đúng rồi, rất tốt, thẳng người, đẩy cao lồng ngực lên, tay càng lên, lồng ngực càng căng, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, thở ra, thả lỏng ra, hít thở xong, ngồi lui về cuối thảm, tư thế kim cương. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở, đặt hai tay lên đùi, mắt khép lại, hít sâu và thở chậm ra, hít sâu thở chậm ra, hít sâu thở chậm ra. Bây giờ quỳ lên và cái tay thì mình đặt cái viên gạch lên đầu gối bên trái nè, đặt cái viên gạch xuống ngay đầu gối bên trái, quỳ đầu gối bên trái lên, rồi tay phải cầm viên gạch và bước cái chân phải lên, bước chân phải lên thẳng gối lên đó, như vậy đầu gối trái thì gối vuông, đầu gối phải bước thẳng lên, rồi hai tay cầm hai đầu viên gạch, vươn tay lên, duỗi căng người lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra, tấn gối phải xuống, hạ cái hông đùi xuống, thở ra, đúng rồi, lên, hít sâu vào, vươn thẳng tay lên đi, lúc nào đầu cũng giữa hai tay, đừng rớt tay ra, thở ra, tấn gối xuống, nhấn hông xuống, thở ra, lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra, hạ hông háng xuống thêm, nhấn xuống thêm, nhấn xuống thêm, vươn tay lên, tay bị rớt ra kìa, vươn căng hai tay lên, cầm gạch tay ngay lỗ tai mình đó, hai bắp tay mình, đúng rồi, thẳng lên, lần nữa, lên, hít sâu vào, rồi tấn gối xuống, thở ra nè, tấn nhấn hông đi nào, nhấn hông, hạ hông háng, chân trái xuống đi, nhấn xuống, chân phải gối vuông, 5, 4, kéo tay ra khỏi đầu luôn, kéo ra sau, kéo, kéo, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào, cầm viên gạch, tay phải cầm viên gạch chống xuống, tay phải cầm cầm viên gạch chống xuống sàn, rồi lui về, lui chân về, thở ra và đặt viên gạch xuống đầu gối phải luôn, rồi mông trên gót, đặt tay lên đùi, mắt khép lại, hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở lại, hít thở sâu, tập có căng có đau thì cũng nặng, thả lỏng ra, tươi cười lên, không cau mày, không nhăn trán lại. Mời quỳ lên, rồi đổi chân, đầu gối phải giữ lên trên viên gạch đó, bước chân trái lên, thẳng gối lên, hai tay cầm hai đầu gạch, vươn căng lên, thẳng tay lên em, mở vai mình phải vươn dài cột sống, thẳng cánh tay, hít sâu, tấn gối xuống, thở ra, duỗi mũi chân phải ra xa luôn, duỗi mũi chân ra sau, rồi nhấn hông xuống, đúng rồi, lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra, nhấn hông xuống,
Vươn tay lên, đẩy lồng ngực tới, vươn tay ra sau. Lên, hít sâu vào. Tiếp tục tấn lối xuống, thở ra. Tấn xuống, tấn xuống, tấn xuống, tấn xuống, nhấn hông xuống, thở. Lên, hít sâu vào, rất tốt nào. Tấn xuống, thở ra, đẩy lồng ngực tới, vươn căng tay vai ra khỏi đầu. Thẳng cánh tay lên. Lần cuối nào, lên, hít sâu vào. Tấn xuống, thở ra, nhấn xuống, đúng rồi, duỗi mũi chân sau ra. Duỗi mũi chân phải, hạ đùi phải, nhấn xuống, kéo tay vai ra khỏi đầu. Kéo, đúng rồi, đẩy lồng ngực cao lên, nâng cầm lên một chút luôn. Đẩy lồng ngực cao lên, nâng cầm lên, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Rồi thu chân về và đặt viên gạch dưới đầu gối trái. Ngồi đặt tay lên gối, mắt khép lại. Hít thở sâu, điều hòa hơi thở. Hít sâu và thở chậm ra khi thoát thế. Nhớ tập trung vào hơi thở. Ngồi bất động, hít thở thật sâu, thật dài, thật chậm, thật êm. Điều hòa hơi thở, cân bằng huyết áp lại. Cơ thể mình nạp lại năng lượng. Rồi, mời ngồi xuống. Rồi, hai viên gạch ở phía trước chồng lên nhau. Đặt gót chân trái lên. Đặt gót chân. Đứng bàn chân lên. Căng gân kheo ra. Rồi mở cái chân phải ra vuông góc với chân trái. Vuông góc với chân trái luôn. Rồi xong rồi em chống hai tay xuống. Nè, chống hai tay xuống sàn. Tay trước, tay sau chống xuống. Rồi nhổm cái mông cao lên. Đặt cái mông xuống. Siết bụng lại, ngồi vuông dài cột sống lên, chỉnh người mình lại cho cái định tí sao cho người mình nó thẳng lên nè, nó thẳng lên, vuông cho được cột sống và đỉnh đầu thẳng lên, đúng rồi. Vuông hai tay lên, hít sâu vào, vuông tay, trương tới gập xuống, thở ra, trương dài gập về chân trái, siết bụng lại, thở ra. Giờ em duỗi cổ nâng đầu lên đi, duỗi cổ. Tay nắm chân được chỗ nào thì nắm chỗ đó. Rồi, nè. Nè nè nè, ngẩng cổ duỗi tới, duỗi tới, ưỡn ngực tới. Ưỡn ngực tới, đúng rồi, cố gắng suy nghĩ vào lồng ngực và lưng trên, ưỡn cái lồng ngực tới trước và lưng trên rướn dài, hóp bụng lại cho bụng dưới ép lên đùi. Tiếp tục ưỡn ngực tới nữa. Ưỡn ngực tới nữa, đúng rồi. Bây giờ không ngẩng đầu nữa nè. Sửa cái đầu lại cho nó thẳng với cột sống mình. Thẳng với cột sống. Cái đầu em hơi gập về phía trước một chút. Cái lưng giữ đó. Đúng rồi, cái đầu chỉnh thêm xí nữa. Cái đầu thẳng thêm xí nữa. Xí nữa, gập về phía trước xí nữa. Xí nữa, rồi cảm nhận được căng đi nào. Thở, 5, thở, 4, siết bụng thở, dùng ý đừng dùng lực. 3, lại tiếp tục dùng ý mềm người ra. 2, 1, nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, vươn căng 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 tay lên. Rồi em xoay người qua bên chân phải, xoay người qua chân phải, gập về chân phải, thở ra, nắm mũi chân phải. Rồi lại tiếp tục nâng đầu lên. Đúng rồi, bây giờ đẩy lồng ngực tới trước. Tiếp tục đẩy lồng ngực tới nữa. Mình rướn lồng ngực tới. Rướn tới nữa. Rướn đi. Rướn lồng ngực. Rướn lồng ngực. Rướn thêm. Hóp bụng. Hóp bụng dưới. Lại kéo dài cột sống ra. Ép lên trên đùi. Thở. Thở. Rồi chỉnh cái đầu lại. Không ngẩng cổ nữa. Duỗi cái cổ tới. Duỗi tới. Duỗi tới thêm. 5. 4. 3. 2. 1. Nâng lên. Hít sâu vào. Rồi bây giờ tay trái nè, đặt lên trên đùi phải, bám lên đùi phải,
Nè, xoay tay, đúng rồi. Rồi em xoay mặt qua luôn, xoay mặt qua bên phải luôn. Xoay qua, xoay qua. Vươn tay phải lên, hít sâu vào. Vươn tay lên. Rồi, nghiêng hông xuống. Cho cái hông bên trái mình nằm lên đùi trái. Thở ra. Nghiêng về phía chân trái, đúng rồi. Nghiêng thêm đi nào. Xiết cơ bụng lại, thở. Cho cái hông phải nó hướng lên trần nhà. Thở ra. Vòng tay phải qua đầu về phía chân đi. Vòng phải, đúng rồi, tiếp tục vòng qua, tìm về cái chân trái đi, thở 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 thẳng lưng ra, siết bụng thở, tiếp tục thẳng lưng siết bụng thở ra, 5 4 3 2 1 nâng lên, hít sâu vào, rồi thu chân phải về, thở ra, thả lỏng ra, hít thở sâu. À, tập phải dùng ý mềm người lại kéo, mềm người lại kéo căng, chứ không phải là gồng cứng người kéo, mà nó hai lực lúc nào cũng đối kháng như vậy á. Người mình thì mềm ra nhưng mà lại có ý kéo căng, kéo giãn, kéo căng, kéo giãn. Rồi đợi tập từ từ mới cảm nhận được dùng ý làm sao, thì cô nói dùng ý với dùng lực, em phải cảm nhận dùng lực là như thế nào, còn dùng ý là như thế nào. Mình cảm nhận từ từ là mình điều khiển cơ thể mình được. Mở chân trái ra, vuông góc với chân phải, đặt cái chân phải lên hai viên gạch, đặt cái gót lên, rồi dựng đứng cái bàn chân lên, thẳng gối dựng đứng bàn chân. Chống hai tay xuống nè, tay trước tay sau chống xuống, nâng mông lên, nâng mông để chi, mình ép xương ngồi xuống cho nó đúng. Rồi vươn dài đỉnh đầu lên, cho hai xương ngồi mình nó đúng, nó chạm với sàn. Rồi vươn cột sống nè, vươn dài cái đỉnh đầu lên trên. Đó, hai tay vươn lên, hít sâu vào, dùng ý kéo giãn người khi chưa gặp luôn. Vươn lên, trường người tới chân phải nè. Cô phải kéo giãn người trước nè, kéo lưng trên trước nè, kéo lưng trên, kéo lưng trên. Thở, thở ưỡn lồng ngực tới. Rồi tay nắm mũi chân đi nè, tay nắm mũi chân, không tới thì nắm cổ chân. Rồi bây giờ nâng đầu lên, nâng đầu, đúng rồi, đẩy lồng ngực tới, tiếp tục đẩy lồng ngực tới nữa, đẩy lồng ngực nữa, đẩy lồng ngực nữa, tiếp tục hóp bụng lại, đẩy lồng ngực nữa, thở, thở xong rồi ép hết người mình rồi, không ép được nữa, chỉnh cái đầu lại, không ngẩng cổ nữa. Bây giờ cái cổ mình sao cho nó xuôi lại, nó không có ngẩng đầu lên nữa, cho các cái đốt sống cổ của mình nó thẳng ra đi nào, thẳng từ xương cột cho tới đỉnh đầu mình, một đường thẳng, siết bụng thở, 5 4 3 2 1 nâng lên, hít sâu vào, rồi xoay người qua bên trái lúc nào, rồi trường dài người tới, trường trường ưỡn lồng ngực tới, trường trường tới, thở thở thở, vừa ép là vừa thở ra. Tay nắm chân đi nào, tay tới đâu nắm chân ở đó, rồi nâng đầu lên, đẩy lồng ngực tới, rướn dài, rướn dài, rướn dài, rướn dài, hết rướn được nữa rồi, chỉnh cổ lại cho thẳng cổ trở về, thở ra, 5 4 ép 3 2 một, lên, hít sâu vào, vươn tay lên. Rồi tay phải bám lên đùi bên trái. Em là cố gắng đẩy cái vai ra, đừng có để cái vai ở đây. Đang cố gắng lách cái vai sau qua. Rồi vươn tay trái lên, hít sâu, nghiêng hông xuống, thở ra. Vòng tay trái qua đầu, tìm mũi bàn chân phải. Nắm được mũi bàn chân thì nắm, không được thì đỡ đây. Nhưng mà cho cái hông bên trái hướng lên trần nhà, cái hông phải nằm lên đùi phải, thở ra, 5 xíu sau, căng hông bên trái tối đa, 4 3 2 1 nâng lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thu chân về, thở ra, thả lỏng. Tập là nó kéo giãn cơ, ngày mai mình sẽ thấy ê cơ, ê ẩm cơ là bình thường nha. Hít thở sâu vào, rồi
Bây giờ cầm một viên gạch và từ từ xoay người qua phải và nằm xuống. Hai tay cầm viên gạch vươn ra khỏi đầu, hai chân khép sát lại. Thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng hai chân lên, xích cái bụng lại, nâng chân lên, thở ra, rồi hít vào, nâng đầu lên, cầm gạch đưa cho hai chân mình kẹp gạch, đưa hai chân kẹp gạch vô, rồi hạ đầu hạ chân xuống, thở ra. À, hít vào, nâng chân lên và nâng đầu lên, tay cầm gạch và hạ đầu hạ chân xuống, thở ra. Chắc người lại tập cơ bụng nha. Em á, xui viên gạch sao cho cái tay em cầm được thoải mái. Hít vào, nâng đầu lên và đưa chân kẹp gạch, thở ra, hạ xuống, siết bụng lại, hạ xuống. Hít sâu vào, hít sâu vào, nâng chân lên và nâng đầu lên, hai tay cầm gạch siết bụng, thở ra, hạ đầu và hạ chân xuống. Hít vào, nâng đầu, nâng chân lên, kẹp gạch, rồi hạ xuống, thở ra. Gồng chắc bụng không gồng thắt lưng. Tập cơ bụng dễ bị đau thắt lưng là lý do mình lại gồng sai. Cơ bụng không gồng mà cứ gồng vô thắt lưng và bị cong lên cong xuống, cong lên cong xuống là không đúng. Thắt lưng em giữ cố định lại một đường thẳng, chỉ có cơ bụng mình gồng lên gồng xuống, siết lên siết xuống mà thôi. Hít vào, nâng chân lên, nâng đầu lên, hai tay cầm gạch siết bụng, thở ra, rồi hạ xuống đi nào. Chắc lại, hít vào, lên, thở ra, siết cơ bụng hạ xuống. Hít vào, nằm lên, thở ra, hạ xuống. Hít vào, sáu, lên, thở ra, hạ xuống. Hít vào, bảy, lên, thở ra, hạ xuống. Hít vào, tám, lên, thở ra, hạ xuống. Hít vào, chín, lên, thở ra, hạ xuống. Gồng chắc bụng lại, chắc tay chân. Lần nữa, hít vào, mười, lên, siết cơ bụng lại, thở ra, rồi tay chân chạm gạch luôn, giữ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ đầu xuống, chân giữ đó, hít sâu vào, chân giữ kẹp gạch giữ đó, hạ đầu, hai tay dang ngang ra, hạ hai chân qua phải, xoay mặt qua trái, thở ra, bám chặt hai tay lại, rồi ép chân qua bên phải, xích sâu bụng lại, giữ, lên, hít sâu vào, kẹp gạch ép qua bên trái, thở ra, ép qua bên trái, xích cơ bụng lại, thở ra, thư giãn cái thắt lưng, lên, hít sâu vào, đổi bên, thở ra, hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào lần nữa.
thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít sâu, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít sâu, lên. Duỗi chân lên. Rồi vẽ vòng tròn đi nào. Duỗi căng lên, vẽ vòng tròn. Hai chân mình vẽ vòng nhỏ nhỏ, xiết cơ bụng lại, massage cột sống thắt lưng. Ba, bốn, năm. Xoay ngược lại, gồng chắc bụng vô. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi tay cầm gạch hạ xuống, và tay này vỗ vào tay kia, chân này vỗ vào chân kia, thả lỏng ra. Đổi bên. Co tay co chân vỗ vào nhau. Vòng tay ôm gối, ép đùi sát bụng ngực và nhịp gối lên. Massage thắt lưng, hít thở sâu. Hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối thở sâu. Ôm gối lăn, nâng. Massage lưng. Hạ đầu, lăn phải trái. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua bên phải, lỗ tai chạm sàn. Xoay qua trái, lỗ tai chạm sàn. Trả về giữa, duỗi thẳng cổ, cằm hướng về ngực, hóp bụng, ép sát thắt lưng xuống. Buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Mắt khép lại, hướng tâm trí vào bài thư giãn, thả lỏng thư giãn cho thật sâu vào. Chân đã mở bằng vai, tay đã xuôi theo thân 45 độ, hai bàn chân mình ngã ra hai bên, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay thả lỏng là nó đang co tự nhiên. Mắt khép lại, cầm mình hướng về xuống ngực, đừng có nằm xuống gồng cái cổ, cầm mà đưa lên trần nhà là thế nào cái cổ mình cũng sẽ bị thoát vị hoặc là nhức mỏi, đơ cổ, cứng cổ, bó vai ngửa cổ. Cho nên nằm kiểm soát cột sống phải thẳng ở trung tính. Rồi nghe cô dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào, thả lỏng cơ thể đến đó. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, thả lỏng cổ chân. Bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Nghe đến đâu mình cảm nhận như có nguồn năng lượng chạy qua, cảm nhận sâu vào. Thả lỏng khớp gối, thả lỏng cơ đùi, thả lỏng cơ mông, thả lỏng khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, từng đốt sống lưng tôi đang được thư giãn thả lỏng. Thả lỏng bụng, thả
nõn ngực, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng bàn tay, tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Tim, gan, phổi, thận, lá lách của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Thả lỏng cổ, thả lỏng hàm nữa, thả lỏng cơ môi, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng mi mắt, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán. Những chỗ đó là thường được câu lại, nhăn lại, nào ngày châu mà nhăn trán là nhớ tới lời cô Dung, thả lỏng ra, lỏng chân mày, trán. Cơ thể của tôi đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân. Tâm trí và thần kinh của tôi cũng đang được thư giãn thả. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mới tích cực tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Chân khép sáng, hai tay đàn, cộng được bàn tay kéo căng qua căng cho chân trái lại làm bàn chân sáng, nâng nghiêng người qua phải, cho tay phải chống đầu đầu và trái chống trước ngực, cho hai cổ hai tay chống xuống sàn, từ từ lại lên